Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 5 của trang web olm.vn. Ở những bài giảng hôm trước, chúng ta đã được tìm hiểu về số thập phân cũng như là phép tính liên quan tới số thập phân. Ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu tới các con bài đầu tiên của chương hình học. Ta sẽ cùng nói về hình tam giác. Hình tam giác là một hình khối rất quen thuộc. Trong cuộc sống xung quanh thì có rất nhiều đồ vật có dạng là hình tam giác. Các con cũng đã biết như thế nào là hình tam giác rồi. Bây giờ cô muốn các con hãy nhìn vào những hình ảnh dưới đây và chỉ ra cho cô những hình tam giác xuất hiện trong đó. Đầu tiên là một con diều. Thứ hai là một căn nhà. Cô chắc chắn là các con sẽ có thể nhìn thấy được ngay. Ở hình con diều này, chúng ta có thể chỉ ra rất nhiều hình tam giác. Cô sẽ lấy ví dụ. Đây là một hình tam giác, các con hãy chú ý vào hình cô đã nhấn mạnh nhé. Hoặc là ở phía dưới đuôi của con diều này cũng có xuất hiện hình tam giác nhỏ nhỏ dưới đây. Ở hình ảnh này thì sao? Chúng ta sẽ thấy ngay một hình ảnh quen thuộc có dạng hình tam giác, đó chính là mái nhà. Những mái nhà này sẽ tạo ra những hình tam giác khác nhau. Cô sẽ nhấn mạnh một số hình tam giác ở đây, các con hãy chú ý nhé. Ngoài những hình tam giác cô đã vẽ thì trong hai hình ảnh này còn có rất nhiều những hình tam giác khác nữa. Bây giờ cô muốn các con hãy nhìn vào hình ảnh. Chắc chắn các con đã biết đây là gì đúng không? Đây chính là kim tự tháp và mỗi mặt của kim tự tháp thì cũng có hình dạng là một tam giác. Đây chính là một hình tam giác. Vậy hình tam giác có đặc điểm gì? Ngay bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các đặc điểm chung của tam giác. Đây là hình ảnh của một tam giác. Phần cô nhấn mạnh ở đây sẽ được gọi là một đỉnh của tam giác. Nếu như cô đặt tên tam giác là tam giác ABC, thì đỉnh này sẽ được gọi tên là đỉnh A. Vậy dựa vào đó, các con hãy cho cô biết rằng ngoài đỉnh A thì tam giác ABC còn những đỉnh nào nữa và từ đó các con có thể suy ra được một tam giác sẽ có mấy đỉnh. Hoàn toàn đúng như thế, chúng ta thấy rằng tam giác ABC ngoài đỉnh A thì nó còn có thêm đỉnh B, đỉnh C nữa và tổng cộng chúng ta sẽ có thể đếm được 1, 2 và 3 đỉnh của tam giác. Từ đó cô sẽ có là tam giác sẽ có 3 đỉnh. Chúng ta có thể gọi tên các đỉnh của tam giác ABC là đỉnh A, đỉnh B và đỉnh C. Bây giờ cô muốn các con hãy chỉ ra cho cô các cạnh của hình tam giác và đếm xem một hình tam giác sẽ có bao nhiêu cạnh. Bây giờ cô cho chúng ta sẽ cùng đếm nhé. Cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai và cạnh thứ ba. Như vậy mỗi tam giác sẽ có 3 cạnh. Tương tự nếu như cô có tam giác ABC, các con hãy gọi tên các cạnh của tam giác này cho cô. Thật dễ dàng đúng không các con? Chúng ta sẽ có thể kể ra ngay. Cạnh đầu tiên là cạnh AB, cạnh tiếp theo sẽ là cạnh BC. Cạnh này thì sẽ được gọi tên là gì? Đúng như thế, đây chính là cạnh AC. Vậy là ta lại biết tam giác sẽ có 3 cạnh. Bây giờ cô sẽ nói về góc nhé. Đây chính là góc A. Đây là góc B, còn đây là góc C. Như vậy, một tam giác sẽ có 3 góc. Nếu gọi tên đầy đủ thì góc này sẽ được gọi là góc đỉnh A, cạnh AB và cạnh AC. Tuy nhiên, ta chỉ cần gọi là góc A, góc B và góc C thôi. Vậy thì bây giờ các con cần nhớ, một tam giác bất kỳ thì sẽ có 3 đỉnh, 3 cạnh và 3 góc. Chúng ta thấy được ngay điều này ở tên đúng không? Hình tam giác, tam có nghĩa là 3, như vậy nó sẽ có 3 đỉnh, 3 cạnh và 3 góc. Các con hãy nhớ điều này. Đó là các đặc điểm chung của tam giác. Bây giờ cô sẽ chỉ ra cho các con các loại hình tam giác khác nhau. Đầu tiên, cô muốn các con hãy nhớ lại kiến thức về góc vuông, góc nhọn và góc tù bằng cách trả lời các câu hỏi xuất hiện trên màn hình khi chúng ta xem bài giảng này trên trang web olm.vn.
Vậy là sau khi được nhắc lại phần kiến thức, các con sẽ nhớ được ngay chúng ta đã biết 3 loại góc là góc vuông, góc nhọn và góc tù. Để xác định 3 loại góc này thì cần một dụng cụ hết sức quen thuộc, đó chính là eke. Và trong phần này chúng ta sẽ sử dụng eke rất nhiều. Đầu tiên, cô muốn các con hãy xác định số góc vuông, góc nhọn, góc tù có trong mỗi hình tam giác dưới đây. Hình tam giác đầu tiên. Để xác định các loại góc vuông, góc nhọn, góc tù, cô sẽ sử dụng một eke vuông như thế này. Với góc đầu tiên, ta thấy được ngay nó nhỏ hơn góc vuông, như vậy nó sẽ là góc nhọn. Cô đếm được một góc nhọn ở đây. Cô tiếp tục di chuyển eke này sang góc tiếp theo. Chúng ta cũng thấy được góc này bé hơn góc vuông, vậy nó sẽ là góc nhọn. Cô đếm được góc nhọn thứ hai. Tiếp tục với góc còn lại, chúng ta sẽ dùng eke và thấy rằng góc này cũng sẽ là một góc nhọn. Như vậy, tam giác này sẽ bao gồm 3 góc nhọn. Vậy thì loại hình tam giác đầu tiên là tam giác có chứa 3 góc nhọn. Bây giờ, cô sẽ giới thiệu tới hình tam giác thứ hai. Chúng ta sẽ sử dụng eke nhé. Góc đầu tiên, đây là góc gì? Đúng vậy, đây sẽ là góc nhọn. Cô đếm được góc nhọn đầu tiên. Góc thứ hai, chúng ta di chuyển eke và xác định được đây cũng sẽ là một góc nhọn. Như vậy, ta đếm được góc nhọn thứ hai. Liệu góc còn lại có phải góc nhọn hay không? Chúng ta sẽ sử dụng eke nhé. Khi dùng eke, các con thấy được đây là góc gì? Đúng như vậy, đây là góc vuông. Vậy thì tam giác này sẽ có 2 góc nhọn và 1 góc vuông. Tam giác có 1 góc vuông, người ta sẽ gọi tên là tam giác vuông. Các con hãy nhớ điều này. Đây là tam giác thứ 3. Chúng ta lại tiếp tục sử dụng eke nhé. Góc đầu tiên là góc nhọn. Chúng ta đánh dấu 1 góc nhọn ở đây. Góc thứ 2 vẫn là góc nhọn, như vậy tam giác này có 2 góc nhọn. Còn góc cuối cùng, cô sẽ di chuyển eke để xem nó có phải góc nhọn hay không. Các con thấy được điều gì? Đúng như thế, góc này lớn hơn góc vuông, như vậy nó sẽ là góc tù. Vậy thì tam giác này sẽ có 2 góc nhọn và 1 góc tù. Từ đây, ta suy ra được sẽ có 3 dạng hình tam giác. Dạng hình đầu tiên đó là tam giác có 3 góc nhọn. Dạng hình thứ hai là tam giác có 1 góc vuông, 2 góc nhọn. Và dạng thứ ba là tam giác có 1 góc tù và 2 góc nhọn. Các con chú ý là đối với tam giác vuông và tam giác có 1 góc tù thì góc vuông và góc tù có thể ở những vị trí khác nhau. Ví dụ như ở đây, cô sẽ xoay. Góc vuông ở trên này chẳng hạn, thì chỉ cần nó chứa một góc vuông thì tam giác đó vẫn là tam giác vuông. Hoặc ở đây cô sẽ xoay hình tam giác này, góc tù nó sẽ nằm ở phía này. Chúc mừng các con đã trả lời đúng những câu hỏi trên. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần thứ 3, nói về đáy và đường cao của tam giác. Trước hết cô sẽ cùng nói tới cụm từ chiều cao. Khi nhắc về chiều cao, chắc chắn chúng ta đều biết để tính chiều cao của mỗi người, ta sẽ đo khoảng cách từ chân tới đỉnh đầu và đó chính là chiều cao của chúng ta, đúng không? Hình tam giác cũng có chiều cao như thế. Ở đây cô có tam giác ABC, cô sẽ gọi cạnh BC là đáy. Bây giờ cô có 3 đoạn thẳng là AH, BK và CI. Các con hãy nhìn hình ảnh này và đoán xem đâu là đường cao ứng với đáy BC của tam giác ABC. Các con đã đoán đúng rồi đó. Trong hình vẽ này thì AH chính là đường cao ứng với đáy BC của tam giác ABC. Các con lưu ý đó là đường cao thì phải gắn với đáy. Ở đây chúng ta có AH là đường cao ứng với đáy BC và độ dài của AH sẽ được gọi là chiều cao của tam giác ABC. Vậy thì nếu như chúng ta coi AC là đáy, chúng ta sẽ có một đường cao khác, và coi AB là đáy thì cũng sẽ có một đường cao khác. Các con hãy xác định bằng cách trả lời câu hỏi nhé. Chúc mừng các con, như vậy các con đã hiểu như thế nào là đáy và đường cao ứng với đáy của tam giác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xác định đáy và đường cao của 3 loại hình tam giác được học ở phần trước nhé. Đầu tiên, đây chính là tam giác có 3 góc nhọn.
Để vẽ được đường cao, cô sẽ sử dụng một dụng cụ quen thuộc, đó chính là eke và bút chì. Ở trong phần này, chúng ta sẽ luôn luôn coi BC là đáy của các tam giác, vậy thì chúng ta phải vẽ đường cao AH. Cô sẽ sử dụng eke và sau đó dùng bút để vẽ đường thẳng từ A vuông góc với BC, và như vậy đây chính là đường cao AH ứng với cạnh đáy BC. Với hình thứ hai, đây là tam giác vuông. Ta thấy được ngay khi sử dụng eke thì đường cao của tam giác ABC ứng với đáy BC chính là cạnh AB luôn. Vậy đối với tam giác chứa một góc tù thì sao? Ở đây cô có cạnh đáy BC, cô cũng vẫn sẽ dùng eke kẻ một đoạn thẳng vuông góc với BC từ A. Đây chính là đường cao AH của tam giác ABC này. Như vậy, ở trong bài giảng này, cô trò chúng ta đã cùng tìm hiểu về các đặc điểm của tam giác, các loại hình tam giác khác nhau cũng như là xác định đáy và chiều cao ứng với đáy của tam giác. Bài giảng tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về diện tích tam giác. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng. Hãy theo dõi các bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn. Hẹn gặp lại các con!